Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Giờ chúng ta sẽ đến với một kèo phá tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Đâu đó khoảng 829 tỷ. Bác Tuấn ngày mai, hôm nay vì em gái đi thi nên là cũng hơi gấp cái kèo đi chợ này. Để mai đưa em gái đi thi về có cái gì mà chơi. Hôm nay cũng muốn ngủ sớm, tôi lên kèo sớm cho em ý nhá. 829 tỷ, một con đầu tàu chỉ cần to một chút thôi. Thì bây giờ tôi sẽ ngó qua để bác chủ làm con đầu tàu xịn sò một chút. Ronaldo té được không nhở? Ôi đéo được rồi, Ronaldo té này khó đấy nha. Con này mà đầu tàu thì cũng rất là hợp lý, nhưng mà cái tầm tiền này mà mua thì cũng đéo ai bán, khó chịu đấy. Thế thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ quay xe sang Ronaldo mùa World Cup là đẹp anh em ạ. Mùa World Cup vẫn là một cái mùa giải tốt để anh em thể đá CR7. Cái đó thì tôi đang định mua lấy một con Diogo Forlan này nữa này. Forlan mùa kia đâu nhở? Forlan mùa Hero đâu nhở? Đây, Forlan mùa BVKC. Hợp lý phết đấy nhở? Cú đen được không nhở? Cú đen đầu bự đúng không? Đầu to mà đúng không nhở? Cú đen cũng là đầu to đấy. Nghe quả tiêu chí tôi hổn hốc ấy. Đầu to được chưa nhở? Cú đen đầu to này. Cú đen đầu to mà. Hợp lý không nhở? Mẹ, Lukaku ổn đấy chứ. Xem nào. Lukaku đầu to luôn. Nếu mà đầu to, xem nào. Ui, cú đen đắt nhở. Cú đen mà nếu như chơi cộng 5 thì nó cũng hơi rẻ anh ạ. Cộng 5 thì hơi rẻ, chỉ có mấy chục thôi. Nếu mà chơi cộng 8 thì anh em lấy mùa này EBS 8. Cái tiêu chí bạn ấy hơi buồn cười nên tôi cũng hơi hoang mang ấy. Đầu to đầu bự ạ. Chắc là tôi nhìn một cái tiêu chí như vậy, hôm nay tôi hơi hoang mang em ạ. Thật sự luôn đấy. Tiền đạo đầu bự. Rồi ok, tôi mới hiểu ý em. Chắc hiểu ý bạn ấy, đầu to là kiểu như cu đen, kiểu đầu nó cũng to ấy. Đó nhá. Cu đen 100 tỷ được chưa ạ? Chỉ cần một con đầu to thôi nhá. Đầu to tôi lấy một con Lukaku đầu to luôn, đánh đầu luôn nhá. Đúng chen đấy, đúng chen bác ấy cần rồi đấy. Ok, cặp tiền đạo này ok rồi đấy nhá. Ôi, ta làm con Rashford, xúc miệng. Tiếp tục làm Rashford cho anh em trải nghiệm. For với mùa HG này đáng đồng tiền bát gạo luôn. 71 tỷ rưỡi này. Ok. Một cánh đấy con Bách nữa là xong. Một cánh đấy con Bách nữa là xong. Bách tạt thì đúng là ăn với tạt vào đầu luôn. Con này cứ mua nhá, 150 tỷ. Còn không thì anh em lấy Liên Dairy thôi. Chắc là đéo mua được đâu, cái mùa này nó ít hàng lắm. Giao dịch thì đéo có, thì mua đến bao giờ nó mới về được. Liên Dairy là đủ dùng rồi nhá. 86 tỷ. Ok. Những bách khó mua lắm, chịu luôn đấy. Cặp trung vệ Rio Phơ này. Rashford đầu to mà, tiến sĩ đầu to là đúng rồi nhá. Thôi cứ 80-92 tỷ xúc miệng đã. Varane bú luôn con này cho to đòn luôn. 135 tỷ. Cặp CDM này còn Popa nữa. Có bách rồi anh á, bách đâu nhở? Có bách rồi à? Đâu nhở? Anh em nào nhìn thấy con bách ở đâu không? Nó trốn đâu nhở? Bách trốn đâu nhở? Ok luôn anh ơi, đầu to vào. Chứ bao giờ tôi lên một cái kèo mà con ten đầu to vào, càng to càng anh ơi, đầu to vào. Dã man và tiêu chí á. Đầu mụn thật đấy. Popa mùa này mua được chưa nhở? Popa BVKC nhá. Rồi 90 này. Nếu thích đầu to lấy thêm con Maguire nữa. Maguire đầu siêu to luôn đấy. Tôi làm con này xúc miệng nhá. Có Maguire, có Lukaku đầu to luôn. Uy tín luôn. Tuyến giữa thiếu một em nữa. Popa có rồi, tuyến giữa cần một em nữa. Phúc Du thì hơi bé quá nhở. Rooney đầu to đúng không? Ủa để bé, Rooney đầu cũng to mà. Ừ, Rooney đầu to hợp lý đấy. Làm một Rooney nữa đi. Rooney cho đá cam được. Đầu to Rooney là ok luôn nhá. 68 tỷ 9. Cứ đặt đã, tí nữa mặc cả sau. Rooney đầu to rồi. Thằng Rooney là đầu to rồi đấy. Ok. Thì cho Rooney đẩy lên đá tiền đạo cùng đi nhá. Tiền vệ có Bách, có Popa, ở Maguire dự bị. Được. Với Maguire nói thì thôi, cứ từ nhá. Để còn môn thủ miếng đã. Cân lương anh em ơi. Cân nhẹ của lương bác chủ nhá. Rồi cân lương này anh em này. Mà anh cân lương cho anh em nhá. Ronaldo, Lukaku thì thôi. Chưa ạ. Rooney ra là cánh vẫn ổn nhá. Bên này là Rashford. Ở đây có Popa với Bách. Popa này phải săn một tí, nếu không săn được thì anh em lấy mùa đi để trở về. Tính ra tầm tiền này build một đội MU nó cũng lép đấy nhỉ, cái căng ấy.
Ok, tôi cứ lấy tạm cái nó có mù thường nha anh em nhá. Để so béo thường thôi. So thường với download thường thôi nào. Tôi cứ lấy tạm trước đã nhá. Để xem là lương lậu thủ môn nó còn bao nhiêu. Ô cũng còn nhiều ấy nhở. Lương lậu thủ môn vẫn ổn mà. Thủ môn vẫn còn tầm 30 lương rồi. 20 lương. Rồi, thủ môn lương 20 chắc lấy con mẹ Van der Sa to luôn nhở. Cho nó yên tâm luôn. Van der Sa BTB kìa. Chiến quá không nhở. Download lương 8 ạ. À. Ồ thế này con lấy con Van der Sa EBS hoặc con Cap là được rồi nhá. Rồi lấy con EBS thôi nhá. Nhẹ nhàng 7 tỷ. Download lương mấy nhở? Tôi xem lại nào. Ok, download lương 8 nhá. Rồi mua luôn đi, nhanh chóng vào việc. Rồi ok. Xong rồi đấy. Van der Sa xong đấy. EBS hoặc Cap đều được nhá. Một trong hai. Ổn chưa ạ? Lương chuẩn 235 nhá, download là lương lỗi một tí. Được chưa ạ? Rondo thì thực ra anh em nếu như anh em mua Forlan thì phải bỏ Rondo ra. Anh em ạ, nếu như mua Forlan nhưng mà thôi, tôi nghĩ là bỏ đi. Rondo tôi nghĩ vẫn đáng để anh em có trong đội hình này nhá. Rồi, đây là đội hình chính này. Tầm tiền này build MU gần như là mắc binh luôn đấy, đẹp dã man luôn. Vị trí nào thì cũng ổn. Nếu thêm lực thì anh em lưng con đôi cánh này to lên một chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ thế này thôi, tạm thời như vậy nhá. Rồi, tạm thời đội hình này như vậy nhá. Cảm ơn em Tuấn nhá, ngày mai về thì anh sẽ trải nghiệm sau nhá. The next day. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với đội hình MU 850 tỷ. Và ngày hôm nay khi trở lại thì bác chủ còn chưa nhận hàng về. Bây giờ tôi sẽ làm cái nhiệm vụ đó nhá. Tôi sẽ nhận tất cả những cầu thủ này. Tôi mua hết đâu đó là khoảng 786 tỷ. Rồi, 12 cầu thủ. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho hết vào đội xem như thế nào các bạn nhé. A few moments later. Rồi bây giờ thì khi sắp xếp lại vào đội hình chính thì đây, đội hình của MU chúng ta quá đẹp luôn. Một đội hình MU tôi sẽ sắp xếp với sơ đồ là 4-2-4 với Kuden và Ronaldo sẽ là hai cầu thủ đá cao nhất trên hàng công, Rashford cánh trái và Wayne Rooney ở bên cánh phải. Bộ đôi tiền vệ trung tâm sẽ là Pogba cùng với Beckham. Cặp trung vệ thì cực kỳ ngon với Rüdiger cùng với Varane. Thủ thành Van der Sar sẽ là một chốt chặn tin tưởng ở đội hình này. Và đôi cánh cân lương chúng ta sẽ có Dalot và Lukso. Mức lương tròn sinh là 235. Sắp tới thì lương lên 240 thì anh em có thể nâng thêm vị trí cánh lên một chút nữa cũng được nhé. Bây giờ thì còn đâu đó khoảng 40 tỷ. Tôi sẽ bú thêm một vài những lựa chọn dự bị anh em nhé. Rồi bú thêm một vài lựa chọn dự bị nào. Chúng ta sẽ có King Eric này, khó mua đấy nhở. Tôi sẽ bú lên 1-2 con nhá. Trần lực cho Hoàng Công bây giờ còn 43 tỷ. Hay là con Depay nhở. Là mẹ con Depay vừa đá cánh vừa đá trung tâm được, có đa năng. Là con Zaha nhở. Zaha tạt bóng cũng cao đấy. Ok ok. Ngọc Hiếu đã làm tí Zaha đi. Hàng tiền vệ đấy xem nào. Hàng tiền vệ chắc là lấy thêm một em nữa. Eriksen mùa mới này nghe cũng được phết nhở. 112, 30. Vậy là em Van Đình Bách nữa là ok này. Là em Đình Bách đá giữa là yên tâm. Thế thôi nhá, làm quả Đình Bách với cả Zaha. Đấy. Rồi đẹp anh em nhá. Tôi nghĩ là như vậy thôi. Ngoài ra có Anani mùa VTA nhỏ nhỏ để dự bị nữa là được rồi. Nói chung là như vậy thôi, đội hình cũng rất đẹp rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên. Rồi đã thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những bước chạy đầu tiên của quỷ đỏ này. Và hứa với anh em Kuden sẽ có bàn thắng đầu tiên. Bú cái kèo năm xịt của bác nào nhở? Quên tên đấy. Nói chung là bú Kuden. Rồi ok. Bàn đầu luôn này, bàn đầu luôn này. Đấm nó. Yếu đừng ra gió. Nó là rõ ràng rồi đấy. Biết ai ghi bàn đầu luôn mà. Không ngăn nó thì nó cũng ghi bàn mà. Hết cứu. Hết cứu bạn này. Bàn từ penalty rồi, một cái tình huống đệm bóng luôn rồi mà sao nó vẫn mãi nó mới ghi. Ẩu thật đấy. Anh biết ai hay chỗ nào thu ớt không anh em? Ok, có gì anh em cần hỏi gì thì cứ có thể nhắn qua tôi nhá. Rồi, bàn thứ hai của cô.
đơn giản thế thôi, nó đơn giản một pha FD vỡ mặt thủ môn nó thôi, có vấn đề gì nhỉ? Lín luôn đấy. Rồi cu đen, pha FD vào mặt nhá. Cửa đi, cửa là sao? Ôi được phép nhờ. Khỏe nhé. Ai ơi. Ok. Làm con cộng 8 thôi, làm con cộng 8 là đẹp rồi. Không biết tài chính bác 7.000 tỷ. Làm kèo Lukaku 3 bàn 1-0 KK nhỉ ai yêu. Chốt luôn. Kèo đấy đẹp đấy, kèo đấy hơi bị đẹp luôn đấy. Tập trung tất cả bóng vào Lukaku anh em nhá. Rồi bàn đầu tiên đánh đầu nào cu ơi. Vào vị trí nào. Sao mày đi đâu vậy? Lỗi gì đấy? Ơi à. Rồi, bây giờ mới là tạt này. Cu đen đâu rồi? Cu đen đâu rồi? Cái đầu. Đá đây bạn ơi. Ông này ông biết tôi dừng lại ông. Ông này đang xem trên kênh à? Ai à? Ông này chết kênh luôn thề với anh em, đúng luôn này. Có đúng trên kênh không đấy? Thấy tôi bế con cũng dừng lại cho tôi luôn à? Chuẩn anh em trên kênh một năm quả phản lưới gái. Đá luôn đấy anh em, không phải sao nhá. Không sao cả, anh đá luôn đấy. Anh em ơi, nếu mà trên kênh thì xuất quả này ra ngoài đi. Tôi đang bế con mà. Uy tín. Nếu anh em trên kênh xuất ra ngoài. Tin chuẩn luôn, tin chuẩn này. Sao cái đường bóng đá nó đơn giản thế nhở? Trời ơi, cu đen có cú đúp rồi. Ông nào 29 điểm cơ hẳn khiếp vậy. Rồi cu đen chốt đơn. Chốt quả đơn. Cái gì đấy? Mắc công lên đi. Cu ơi cứu tao, cu ơi. Đúng rồi. Đưa bóng cho cu đi. Đéo ổn rồi. Đau thế nhờ. Trời ơi. Rafa. Bàn đầu. Ai bảo lâu hốp. Không thể bỏ lỡ được. Tấn công rực lửa. Bàn thứ hai nhanh quá nhỉ. Nhanh quá. Bú luôn cái kèo mà. Rồi đây rồi. Bàn thắng. Đánh đầu nhá. Đúng rồi, đánh đầu luôn này. Đặt gì đây? Chốt trong hiệp một ngủ cho ngon cái. Đúng rồi. Đây rồi. Đừng ao nhá. Xin bạn đừng ao nhá. Thằng này tao cay quá luôn rồi đấy. Trời ơi. Thế nó thấy chữ quả đấy. Cái tên là như nào đây? Cái gì vậy? Sao tấn đù đi ném cũng bằng nhau. Mày ăn chia, mày được 80. Mày nghe chia đều quá. Bàn đầu đã này. Ai già?
Cuồng leo 2905 đã uy scan 10.000 đồng. 4. Không trận này có 2 lít luôn bạn ơi, đang cá versus thằng bạn. Trận này cách biệt 4 bàn. Ok, nhận cái kèo nhá, nhận cái kèo cách biệt 4 bàn luôn này. Biết thế ăn ít. Rồi ok, bản đầu cu đen. Ben. Ok, chạm tay. Hợp lý. Em bắt hộ anh cỏ này cái. Bắt hộ anh cái. Ban đầu nha. Ban đầu luôn. Chuyển ẩu thế. Mẹ sao lại ẩu vậy nhờ? Anh kênh kìa. U đen gặp thằng Ruger 8 méo sạch mặt luôn. Kéo ăn thua gì được. Kiếm nó Ruger nhỉ. Cái gì đây? Gì vậy? Còn mẹ cái trận thơm. Đỏ hòn ha ha. Đỏ hòn rồi. Thôi không được rồi. Mày chia 9-1 giờ này. Chịu thôi, ai anh ăn được một 10% nữa. Xin mày đấy. Trận này tôi sẽ chấp đối trái rưỡi, tôi lấy lại những gì đã mất. Cày quá anh em ạ. Cũng đỏ hòn luôn thề. Rồi bàn đầu. Bạn Tấn đủ mua tài rồi. Đỏ đen nhé, hôm nay đỏ đen. Giao dịch thì chắc là để tuần sau. Nhắm mắt cũng thắng trận này mà. Trời, chấp trái rưỡi ngay phải hơi ít nhỉ. Đấm nó. Sao đéo đấm được vào đấy vậy? Thằng chó và thú này. Vẫn còn trong cái tầm kiểm soát của tôi mà. Đây rồi, bản đầu. Trời đỡ quả này. Trời đỡ được quả như thế này. Epicula này có cái vẹo gì mà đuổi nhờ. Lấy tất cả những gì đã mất cho anh em mà. U đen. Rồi, bản cuối. Nó rút gần mà nó vẫn còn phun lực lên này. Sợ rót vò thật đấy.